Xác định tập hợp hội viên là một trong những nội dung quan trọng nhằm xây dựng phong trào phụ nữ ở cơ sở. Vì vậy, suốt 11 năm qua, chị Mai Thị Phương đã dành phần lớn thời gian để tham gia các buổi sinh hoạt với chị em phụ nữ ở cơ sở, đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền vận động để chị em tham gia các phong trào của hội. Nhờ nhiệt tình, năng nổ, nói đi đôi với làm, nên chị Mai Thị Phương luôn được cán bộ hội viên trong xã tin tưởng. Vì vậy, cả phong trào hoạt động do hội triển khai được cả tầng lớp phụ nữ và nhân dân hưởng ứng tích cực. Những khó khăn vướng mắc của chị hội phụ nữ thì đã được chị Phương, chủ tịch hội xã, đã là đến giúp đỡ tận tình và đã hướng cho những hướng giải quyết, chẳng hạn như là chuẩn công dịch COVID-19 và hoặc là những cái phong trào để chuẩn bị về nông thôn mới kiểu mẫu thì vận động bà con hiến đất, rồi trồng hoa cây cảnh và là các cái công tác khác là tuyên truyền rồi là xóa đói giảm nghèo, thì chị Phương cũng đã đến tư vấn và chính như vậy phong trào là của phụ nữ thôn Nam Sơn là phát triển đi lên. Bằng sự tận tâm, nhiệt huyết của người cán bộ hội, thời gian qua, chị Mai Thị Phương cùng với Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mai Hóa đã triển khai có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm của hội, trong đó đặc biệt là công tác hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo. Bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã huy động được số tiền 380 triệu đồng để giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, hội cũng đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho hội viên vay với tổng dư nợ đến nay trên 12,4 tỷ đồng. Từ năm 2020 đến nay, toàn xã có 119 hộ thoát nghèo, trong đó có 79 hộ do phụ nữ làm chủ hộ. Giờ chị hội phụ nữ cho vay vốn là vay được 50 triệu đồng về là để chăn nuôi lợn, đi xây chuồng trại, vì chăn nuôi lợn là bên đầu thì mới được một vài con, còn chứ thì hiện tại là cũng được 5 mà lợn, thì hỏi con trâu vì là gà vịt thì cũng được vài chục con, là để tôi là hết sức cố gắng để là cho xóa đói giảm nghèo, để cho hết khen nghèo. Bên cạnh đó, thông qua các mô hình hũ gạo tình thương, ve chai tình thương và vận động từ cả nhà hảo tâm, từ năm 2020 đến nay, chị Phương cùng với cán bộ hội viên đã vận động quyên góp được 12.000 kg gạo, 168 triệu đồng và hàng trăm suất quà hỗ trợ cho cả hộ nghèo, hội viên phụ nữ gặp hoàn cảnh khó khăn, nhận đỡ đầu 12 trẻ mồ côi với số tiền 121 triệu đồng. Ngoài ra, phong trào phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng gia đình 503 sạch cũng được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai thực hiện tốt. Phong trào trồng đường hoa, cây cảnh, thu gom xử lý rác thải được chị em hội viên hưởng ứng tích cực, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp. Để triển khai cái phong trào có cái hiệu quả, thì trước tiên, bản thân tôi là một người cán bộ hội, tôi phải tích cực, gương mẫu, luôn đi đâu trong mọi công tác và mọi phong trào của hội, cùng luôn là bám nắm cơ sở, sâu sát với cơ sở để nắm và tìm những cái biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt cho cái phong trào của phụ nữ xã nhà. Với những nỗ lực và cống hiến của mình, chị Mai Thị Phương đã được cả cấp cả ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Từ năm 2018 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mai Hóa đều được tỉnh hội, trung ương hội khen thưởng và đánh giá là điểm sáng trong phong trào phụ nữ toàn tỉnh.